Bồ Tát, con tên Ngô Thái An. Nay con nghe Đức Phật tuyên thuyết trong kinh Địa Tạng giảng nói về những sự không thể nghi bàn của Đại Thánh Địa Tạng. Con xin tâm cảm động và chân thật một lòng một dạ. Nay đối trước Đại Thánh Địa Tạng xin được phát lời nguyện này. Con nguyện từ hôm nay trọn đời trọn kiếp tận cùng đến tận cùng đời vị lai nhẫn cho đến ngày con thành Phật. Con nguyện đời đời kiếp kiếp được quy nương tựa nơi Ngài. Con nguyện đến tận cùng đời vị lai nhẫn đến ngày con thành Phật. Đời đời kiếp kiếp con nguyện dây cùng sẽ dùng 100.000 phương tiện dẫn dắt khuyến dụ, khiến cho hết thảy tất cả chúng sinh đồng biết đến Ngài và quy y Ngài, hầu lòng cho tất cả chúng sinh đều được lợi ích lớn. Xin đại thánh địa Bồ Tát, con ngưỡng mong Ngài rủ lòng đại từ bi thương xót mà chứng minh cho sự quy y cùng lời nguyện này của con, khiến cho con đời đời kiếp kiếp đều không bao giờ quên mất. Hiện nay con là phàm phu ngu si vô trí, nghiệp chướng sâu nặng, ngưỡng mong đại thánh rủ lòng từ bi thương xót con cùng hết thảy tất cả chúng sinh mà gia hộ cho con cùng hết thảy muôn loài đều được an lạc, mọi việc như ý trí huệ mở hoang mang, mọi nghiệp chướng tẩy đều tiêu trừ, mau đạt được bốn tâm thanh lịch, bổn tâm thanh tịnh rốt ráo rồi đều sẽ mau chóng thoát ly sanh tử thành đại bồ đề. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Ba lần. Nam mô Địa Tạng. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Đại Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Đại Bồ Tát. Đang lợi Thiên Cung. Đang lợi Thiên Cung. Địa Tạng Pháp Hội. Địa Tạng Pháp Hội. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Nay con xin phép được trì tụng. Nay con xin phép được trì tụng. Phẩm thứ hai. Của kinh. Con xá một xá. Xá xuống. Chắp tay xá. Rồi, bây giờ con đắc được đọc đi. Phân thân tập hội. Hóa thân cùng quyến thuộc. Lúc đó phân thân Địa Tạng Bồ Tát ở các nơi có định 100.000 muôn ức bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng vô số thế giới đều đến hội họp tại cung trời Đao Lợi. Ra nhờ thần lực của Như Lai, phân thân đó hiệp với những chúng đã được giải thoát ra khỏi chúng nghiệp đạo 10 phương cũng đều đông đến số nghìn muôn ức na do ta đồng cầm hương hoa đến cúng đường dường Phật. Những chúng cùng đến với phân thân đó thảy đều nhờ Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa làm trụ nơi đạo vô thượng, chánh đẳng chánh giác trọn không còn thối chuyển. Những chúng đó từ kiếp lâu xa đến nay chưa lăn trong vòng sanh tử ở trong 6 đường, chịu những điều khổ sở không có lúc nào tạm ngừng dứt, nhờ lòng từ bi lớn và thiện nguyện sâu dày của Ngài Địa Tạng Bồ Tát nên tất cả đều chứng được đạo quả. Tại chúng khi đó khi đã đến cung trời Đao Lợi, lòng họ vui mừng hớn hở chiêng những Đức Như Lai mắc bình la không lời. Đức Như Lai an ủi vị tác bấy giờ Thế Tôn giơ tay sắc vàng xoa đảnh của hóa thân Địa Tạng Bồ Tát trong 100.000 muôn ức bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thiết, vô lượng vô số thế giới mà dạy rằng ta ở trong đời ác ngũ trực giáo hóa những chúng sanh ta căn cường như thế, làm cho lòng chúng nó đều phục bỏ tà về tránh. Nhưng trong 10 phần vẫn có 1-2 phần chúng sanh quen theo tánh cái ác muốn độ chúng đó, ta cũng phân trăm nghìn ức phân thân ở trong ít ta lập ra nhiều phương trước chúng sanh đó nó có nguyện phân tánh sáng lệ nơi khắp ta thời liền của ta thời liền kiến tín nhận họ có người phải ăn cần phiên bảo mới thành kịp được thiện quả. Họ có kẻ vì tội nghiệp quá nặng nên chẳng ra lòng kính tinh ngưỡng mộ phân ra nhiều thân độ chọn những hạng chúng sanh mỗi sai khác như thế. Hoặc hiện ra thân trai, hoặc hiện ra thân gái, hoặc hiện ra thân trời rồng, hoặc hiện ra thân quỷ thần, hoặc hiện ra rừng núi sông ngòi ao rạch suối là lợi ích cho mọi người để rồi độ họ được giải thoát. Hoặc hiện ra thân thiên đế, hoặc hiện ra trời phạm vương, hoặc hiện ra thân vua chuyển lân, hoặc hiện ra thân quốc vương, hoặc hiện ra thân cư sĩ,
hoặc hiện ra thân tể phụ, hoặc hiện ra thân các hàng quen thuộc, hoặc hiện ra thân tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, nhân đến hiện ra những thân danh văn La Hán, Bích Chi Phật và Bồ Tát để hóa độ chúng sanh. Đó chẳng phải chỉ có thân Phật hiện ra trước chúng tôi đâu, hiện tại cũng sẽ phải trải qua bao số kiếp nạp nhân, nạp dẫn những chúng sanh tăng cường để tội khó khai hóa. Có như thế, ngoài ra những kẻ chưa điều phục được rồi phải theo nghiệp thọ báo, nếu khi chúng đó bị đoạn vào đường dữ chịu nhiều sự thống khổ. Hỡi ông nên nghĩ nhớ, ta ở cung trời lao lợi, an thần phó trúc đây mà gắn độ chúng sanh, làm cho chúng sanh trong cõi ta bà này đến lúc Phật Di Lặc ra đời đều đặng giải thoát khỏi hẳn các điều khổ mà Phật được đức Phật thọ ký. Bây giờ những hóa thân địa tạng Bồ Tát ở các thế giới hiệp chung lại một hình rơi lệ trên tảng mà bạch cùng Đức Phật rằng, từ số kiếp lâu xa đến nay con nhờ Đức Thế Tôn tiếp tục đụng sát dìu làm cho con đạt được thần lực chẳng thể nghĩ bàn, đầy đủ trí tuệ rộng lớn. Con phân thiện hiện thân hình ra ở cùng khắp trăm nghìn muôn ức hàng xa thế giới, trong mỗi thế giới hóa hiện trăm nghìn muôn ức thân, mỗi thân hóa độ trăm nghìn muôn ức người làm cho quy kính gọi tam bảo khỏi hẳn vòng sanh tử, vòng sanh tử hưởng vui nết niết bàn. Những chúng sanh nào ở nơi Phật pháp chỉ làm việc lành bằng một sợi lông giọt nước, một hột cát, một bụi nhỏ, hoặc chỉ bằng chừng bảy lông tóc, con đều độ tát lần lần làm cho chúng đó được lợi ích lớn. Cuối mong Đức Như Lai nhờ chớ vì những chúng sanh ác nghiệp trong đời mà sanh bằng lo lắng. Cuối mong Đức Như Lai chớ vì chúng sanh ác nghiệp trong đời sao mà sanh bằng lo lắng. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch hồng Đức Phật ba lần như thế. Lúc ấy Đức Phật khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng, hay thay ta hộ trợ cho ông được tại nguyện trừ số kiếp lâu xa đến nay, và từ số kiếp lâu xa đến nay từng phát nguyện rộng lớn cứu độ tất cả chúng sanh, xong rồi là thời ông liền chứng quả Bồ Đề. Chắp tay bảo Nam mô Địa Tạng Đại Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Đại Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Đại Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Đại Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Đại, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Đại Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Đại Bồ Tát. Con đã tụng xong kinh, con tụng xong kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện. Con xin được tri ân tam bảo. Con xin được tri ân tam bảo. Con xin được tri ân các vị hộ pháp. Con xin được tri ân các vị hộ pháp. Con xin được tạ ơn ngài. Con xin được tạ ơn ngài. Con xin được đi ra. Con xin được đi ra.